Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Ken Học Toán VN. Hôm nay thì anh sẽ bắt đầu chuyển qua một cái chuyên đề mới, đó là chuyên đề về OGZ, phương pháp tọa độ trong không gian. Đây cũng là một nội dung khá quan trọng và được hỏi rất là nhiều trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia các năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi chúng ta chuyển qua kỳ thi với hình thức là trắc nghiệm. Thì những hôm trước thì anh đã ra rất là nhiều cái video về tích phân, nguyên hàm và ứng dụng. Thì các bạn cũng có thể review lại, chúng ta xem và chúng ta cũng có kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Anh cũng sẽ tiếp tục ra những video về nội dung tích phân nữa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này thì anh sẽ dành thời gian để các bạn ôn song song với cái phần phương pháp tọa độ OGZ này ha. Nói về cái phương pháp tọa độ OGZ thì trên YouTube kênh Học Toán VN các bạn cũng có thể truy cập vào youtube.com/c/kênh học toán vn. Các bạn vào danh sách làm phương pháp tọa độ OGZ để các bạn xem những cái bài học sẵn có ha. Đây ha, các bạn bấm vào danh sách. Rồi. Rồi, đây các bạn kéo xuống ha. Ta tìm cái phần mà đây, phương pháp tọa độ không gian OGZ. Thì trong này những cái bài tập những cái bài giảng căn bản về hình học OGZ thì anh đã có rồi. Thậm chí là rất là nhiều, ngày 1, ngày 2, ngày 3 chúng ta nói về phương trình, về hệ tọa độ, về phương trình mặt cầu, phương trình đường thẳng, đi từ rất là căn bản. Sau đó ta có một video chủ đề ở đây. Thì bây giờ anh sẽ tiếp tục cái chuyên đề này, tuy nhiên anh không nói lại những kiến thức căn bản về lý thuyết nữa mà chúng ta sẽ đi vào ôn tập có trọng tâm hơn ha. Còn các bạn nào mà cảm thấy mình bị mất kiến thức thì bạn nên vào ha. Anh khuyến cáo các bạn nên vào, bạn xem lại tất cả những video này trước khi các bạn xem video tiếp theo của anh. Rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về OGZ. Anh sẽ dành ra khoảng 2 buổi chỉ để nói về những cái bài tập căn bản thôi, là để các bạn ôn lấy lại kiến thức. Những câu này là những câu mang tính chất nhận biết và thông hiểu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, rất thường xuyên được hỏi và gần như chắc chắn nó sẽ hỏi. Thì các bạn phải cố gắng là chúng ta không được bỏ điểm những câu này ha. Tại vì những câu này là những câu cho điểm, có nghĩa là nếu bạn sai những câu này rất là dễ thì gần như các bạn đã chấp đối phương của các bạn là một số điểm rồi. Cho nên các bạn phải cẩn thận cho anh trước khi chúng ta nghĩ đến làm những cái câu về vận dụng cao, thì những câu căn bản chúng ta phải nắm điểm trước ha. Dù những cái bạn học giỏi đi chăng nữa thì phải cẩn thận. Ok, thì bài này anh sẽ có khoảng mấy chục câu. Anh soạn đề này anh soạn khoảng 37 câu. Video đầu tiên rất căn bản ha, hỏi những cái vấn đề liên quan về hệ tọa độ, những cái phép toán căn bản, những cái biến đổi căn bản. Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi. Chúng ta đi vào câu đầu tiên. Trong không gian cho chúng ta 4 điểm như thế này, có tọa độ. Hỏi cái mệnh đề nào sau đây là sai, thì trong đó nó sẽ có một mệnh đề sai, nó đều hỏi về vuông góc. Vuông góc mà trong OGZ chúng ta nghĩ đến cái phép tính là gì các bạn? Chúng ta đi tính tích có hướng, xin lỗi, tích vô hướng của hai vectơ. Nếu mà nó bằng 0 thì nó vuông góc, nếu khác 0 á thì nó không vuông góc. Vậy đầu tiên chúng ta để ý trong 4 đáp án ta đều có AB, cạnh AB, và chúng ta tính vectơ AB trước. A đây có tọa độ đây, thì AB có tọa độ là bao nhiêu các bạn? AB vectơ các bạn có tọa độ ha, nó là sẽ là 0 lấy B trừ A ha, 0 trừ 1 trừ 3 nó sẽ là trừ 4. Bây giờ anh tính vectơ BD đi. Rồi, các bạn nháp cho nó nhanh ha. BD, nhưng mà phải cẩn thận. BD thì lấy D trừ B, nó sẽ là 0 nè, 1 nè, trừ 1 và trừ cho trừ 1, tức là cộng 1, vậy nó là 0. Và anh nhân hai này, nhân vô hướng thì các bạn lấy các thành phần nhân tương ứng với nhau và cộng lại, đúng không? 0 nhân 0 là 0 nè, 0 nhân 1 là 0 nè, 0 nhân 4 là 0. Vậy hai thằng này nhân lại á, cộng lại nó sẽ bằng 0 hết. AB và BD bằng 0. Vậy AB và BD nó vuông góc, vậy cái này đúng nè. AB và BC, BC vectơ anh tính là bao nhiêu? BC đây ha, nó sẽ là 1 nè. Rồi 0 với 0 nó sẽ là 0 nè, trừ 1 mà trừ cho trừ 1 nó cũng là 0. 1 1 0 đúng không các bạn? Vậy ta nhân với AB nè, thằng này nhân vô đây bằng 0, thằng này nhân vô đây bằng 0, thằng này nhân vô đây bằng 0. Vậy thằng này nó cũng đúng luôn. Vậy chúng ta chưa chọn được đáp án nào, chúng ta thử AC vector. AC thì chúng ta lấy vector AC của anh sẽ là bao nhiêu đây? C trừ qua sẽ là 1 nè, 0 nè, trừ 1 mà trừ cho 3 phải ra trừ 4. Chúng ta nhân qua đây ha. À, chúng ta thấy này, cái thằng này với thằng này bằng 0, thằng này với thằng này bằng 0, nhưng mà trừ 4 với lại trừ 4 ta nhân vô là ra 16, phải cộng lại nó bằng 16 là nó khác không. Nó khác không tức là tích vô hướng của nó không bằng không, thì thằng này là không vuông góc, tức là nó sai. Người ta hỏi mệnh đề sai ha. Vậy ta chọn đáp án là câu C. Rồi câu 2. Trong không gian hệ tọa độ OGZ cho chúng ta có vectơ A được biểu diễn theo các vectơ đơn vị IJK, thì nhắc lại ha, đây trục Z ha, đây trục X ha.
Đó, trục y ha. Thì cái vector theo trục x á, vector đơn vị theo trục x là vector y nhỏ. Vector đơn vị theo trục y á là vector z nhỏ, và vector đơn vị theo trục z á là vector k nhỏ. Mỗi vector nó có tọa độ tương ứng là 100, 010 và 001. Và chúng ta để ý nó biểu diễn với tọa độ như vậy á, thì cái thằng mà đứng trước y nhỏ nó chính là x, thằng đứng trước z á chính là y, và thằng đứng trước z á, à, xin lỗi, đứng trước k nó chính là z. Và chúng ta sẽ có vector a có tọa độ là -1 nè, 2 nè và -3. Nhớ mang cái dấu nó theo ha. Và đáp án của chúng ta là câu D. Rồi, câu số 3. Trong không gian cho chúng ta bốn điểm như này, hãy tìm tọa độ trọng tâm tứ diện. Trọng tâm của tứ diện, công thức của chúng ta là cộng tọa độ của bốn thằng lại chia cho 4, đúng không? Và chúng ta nhắm nè, các đáp án của chúng ta có, chúng ta coi để chúng ta loại đáp án cho nó nhanh ha. 2 2 2 và -2, và chúng ta tính cái đầu tiên trước. Chúng ta lấy bốn cái x chúng ta cộng lại chia 4 coi. 1 cộng với lại 3 là 4, cộng với 6 là 10, cộng với -2 nữa là còn 8, 8 chia cho 4 là được được 2. Vậy chúng ta loại cái đáp án -2 này đi. Tiếp theo chúng ta có 3 này, -3 này, 3 này. Vậy chúng ta tính cái nữa chúng ta loại thêm được đáp án nữa đúng không? Chúng ta lấy 0 này, cộng 1 là 1 này, 1 cộng 2 là 3 này, 3 cộng với 9 là 12 này, 12 mà chia cho 4 là được 3. Vậy chúng ta loại đáp án câu B đi. Vậy tiếp theo cái cuối cùng chúng ta tính ha. À, 2 này cộng với 3 là 5, 5 cộng với 4 là 9 ha. 9 bạn trừ cho 5 là còn bao nhiêu? À, là còn lại là 4 đúng không? À, 4 các bạn chia cho 4 và các bạn được 1, và đáp án của bạn là câu C chứ không phải là câu A ha. Chúng ta loại đi. Anh sẽ bắt đầu tăng tốc lên tí xíu nhé. Câu số 4, trong không gian cho chúng ta ba hai điểm như này. L chính là độ lớn của vector MN, nó chính là độ dài đoạn thẳng MN, mệnh đề nào sau đây là đúng? Chúng ta tính ha, nó có L có tọa độ ha. L bằng này là sai này, mệnh đề này sai tào lao này. L là độ dài thì làm sao mà bằng cái tọa độ vector được, đúng không? L thì không thể bằng một tọa độ được, nó là độ dài là con số. Vậy chỉ có câu này hay câu này đúng thôi. Vậy chúng ta lấy MN, chúng ta lấy M trừ N lấy căn ra đúng không? M trừ N, vậy vector MN của anh nó sẽ là bao nhiêu? 6 trừ hay là 4 nè. Trừ 4 mà trừ cho trừ 3 tức là cộng 3 là còn trừ 1 này. Trừ 1 mà trừ cho 5 đó là trừ 6 này. Đó, các bạn muốn tìm độ lớn này á thì các bạn lấy căn tất cả này bình phương lên, đúng không? Chúng ta lôi máy tính ta ra bấm cho nó nhanh ha. À, sorry mọi người, cái phần mềm bị lỗi ha. Ok, để anh khởi động lại chờ tí ha. À, ok được rồi. Ok, bây giờ mọi người sẽ tính cái này ha. Nhắc lại ha, độ lớn của một đoạn thẳng trong không gian Oxyz, hay khi chúng ta có được vector hai đầu MN rồi, có tọa độ rồi, thì chúng ta chỉ cần tính căn tổng bình phương của tất cả thành phần thôi. Thì đây anh có 4 nè, 1 nè và -6. Các cái số này chúng ta lấy số dương cũng được, tại vì chúng ta bỏ vào trong bình phương lên mà. Vậy là 4 bình nè, cộng 1 bình nè, ha, cộng cho 6 bình bằng, thì anh được căn 53. Vậy đáp án của anh là câu B ha. Đó, đáp án của anh là câu B. Rồi, anh qua câu tiếp theo. Trong không gian Oxyz cho chúng ta đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P. Vector nào dưới đây là vector chỉ phương của đường thẳng D? Bắt đầu chúng ta đi vào những cái câu mà nó đòi hỏi chúng ta phải tư duy chút xíu, và nó là những cái câu nền tảng để chúng ta phát triển bài toán sau này. Thì các bạn để ý ha, đây là mặt phẳng, đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng. Thì trong mặt phẳng thì chúng ta nhớ điều gì các bạn? Cho mặt phẳng là cho gì? À, cho vector pháp tuyến. Còn đường thẳng là vector chỉ phương. Nó khác với Oxyz một chút, Oxy một chút xíu ha. Trong tọa độ Oxy, tọa độ đề cát thì chúng ta học của tọa độ không gian thì nó thay đổi một chút xíu. Anh nhắc lại, ví dụ trong tọa độ đề cát chúng ta có đường thẳng thì chúng ta bao gồm có cả vector chỉ phương, vector pháp tuyến đúng không? Tuy nhiên thì trong không gian thì chúng ta khi nó đến đường thẳng thì chúng ta chỉ xét đến vector chỉ phương thôi, là vector có phương song song hoặc trùng với đường thẳng đó. Ngược lại đối với mặt phẳng thì chúng ta có vector pháp tuyến. Thì ở cái vị trí như thế này, nếu delta mà vuông góc với mặt phẳng alpha thì rõ ràng các bạn thấy cái vector n này là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha, thì nó sẽ là vector chỉ phương của đường thẳng delta. Và chúng ta chỉ cần lấy vector pháp tuyến của thằng này là chúng ta chọn đáp án xong. Vector pháp tuyến chính là cái thành phần tọa độ mà đứng trước x, y, z tại phương trình tổng quát, phương trình khai triển. Đây là 4 ha. Vậy tọa độ nó sẽ là 4 nè, 0 nè, -1 nè. Cẩn thận nha, nhiều bạn cũng rất hay sai như thế này. Ở đây thành phần y không có, tức là trước y nó là bằng 0, chứ không phải chúng ta lấy -1 ở phía trước là sai. Vậy 4 0 -1, đáp án của chúng ta là câu C. Anh rất rất là chi tiết và cẩn thận ở phần này. Mặc dù anh biết nó dễ, tuy nhiên
một phần để cho những bạn học mà không giỏi các bạn có thể theo được. Thứ hai nữa là những bạn mà học giỏi làm được những câu khó thì các bạn cũng phải tập cái tính cẩn thận của mình khi mà bước vào phòng thi. Tại vì cái đó nó rất là quan trọng khi các bạn đi thi và sau này trong công việc của các bạn cũng vậy ha. Chúng ta đừng bao giờ chủ quan vì điều đó sẽ tạo chúng ta những cái sai lầm rất là đáng tiếc. Tiếp tục anh qua câu 6 nhé. Trong không gian OIZ cho chúng ta đường thẳng ha. Đường thẳng này có vector chỉ phương là cho đường thẳng dưới dạng này mà hỏi vector chỉ phương thì chúng ta sẽ có cái thành phần tọa độ là cái phần đứng dưới này ha. Đây. Đây và đây. Vậy vector chỉ phương chúng ta chỉ nhìn vô chúng ta chọn là -1, 2, 1, -1, 2, 1, đáp án của chúng ta là câu A. Đơn giản, đường thẳng thì vector chỉ phương, mặt phẳng thì vector pháp tuyến. Phương trình chính tắc ha. Rồi, trong OIZ cho chúng ta 3 điểm như thế này. Mặt phẳng có phương trình là, rồi bây giờ viết phương trình mặt phẳng mà đi qua 3 điểm thì viết sao? Để viết được phương trình mặt phẳng thì chúng ta cần tìm gì các bạn? M, N và P. Viết được phương trình mặt phẳng thì chúng ta cần tìm một điểm đi qua và vector vector pháp tuyến. Đó là cái kiến thức cơ bản mà chúng ta cần phải nắm. Viết phương trình đường thẳng thì chúng ta cũng cần vector điểm đi qua và vector chỉ phương. Đó là chúng ta phải nhớ những cái kiến thức căn bản đó ha. Rồi, bây giờ một mặt phẳng đi qua 3 điểm để viết phương trình thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta để ý ha, điểm đi qua thì chúng ta chọn điểm nào cũng được. Còn cái vector pháp tuyến á, là vector vuông góc với mặt phẳng MNP á, nó chính hướng như thế này. Thì chúng ta để ý cái kiến thức rất quan trọng trong OIZ đó là tích có hướng của hai vector. Thì tích có hướng của hai vector là một vector mà nó vuông góc với hai vector đó. Ví dụ anh có đây là vector A, đây là vector B, thì tích có hướng của vector A và vector B người ta ký hiệu như thế này nè, AB này, thì nó sẽ là một vector, anh tạm gọi là vector C đi. Thì cái vector C này nó sẽ có công thức tính, tí nữa anh sẽ nhắc. Thứ hai nữa, các bạn để ý ha, vector C này nó có phương là vuông góc với lại cái mặt phẳng chứa hai vector AB, tức là ba thằng nó tạo thành một cái hệ trục tọa độ OIZ như này nè. Vì thế bây giờ mặt phẳng MNP của chúng ta đi qua 3 điểm, chúng ta lấy một điểm, ví dụ anh lấy điểm M đi qua rồi, dữ kiện còn lại anh cần phải có đó là vector pháp tuyến. Thì vector pháp tuyến nó chính là tích có hướng của vector MN và vector MP, thì nó sẽ ra một vector N này vuông góc với MN và MP, tức là vuông góc với mặt phẳng mà chúng ta cần tìm, MNP, đúng chưa? Rồi, và anh phải tính vector MN, tính vector MP ha. MN vector của anh có tọa độ là, đây các bạn lấy N trừ M nó là trừ 2 nè. Rồi, trừ 1 trừ 0 nó là trừ 1 nè, 0 nè. Vector M, MP ha. MP vector các bạn lấy P trừ M, vậy nó có tọa độ là trừ 2 nè, 0 nè và 2 nè. Các bạn tính tích có hướng thì các bạn lấy máy tính các bạn bấm ha. Đây. Rồi bây giờ anh sẵn bài này anh sẽ hướng dẫn các bạn tính máy tính ha. Cách mà chúng ta tính toán về các phép toán về vector trong không gian ở trong máy tính luôn. Thì các bạn bật máy tính lên, các bạn bật vào mode ha, bạn chọn cái option số 8 là vector. Ta chuyển qua môi trường vector, chúng ta chọn số 1 để chúng ta nhập tọa độ vào vector A. Nó có hai option thì thường chúng ta chọn cái số 1 là 1 3. Tức là vector có 3 thành phần. Thì vector A của anh là vector MN chẳng hạn thì anh sẽ nhập vào là -2 -1 0 -2 này, bấm bằng này, -1 này, bằng này, 0 này, bằng này. Rồi chúng ta bấm AC cũng được. Shift bấm cái lựa chọn chỗ này số 5 là vector này, các bạn thấy chữ không? Rồi chúng ta nhập dữ kiện cho vector B thì chúng ta bấm 1 là dim, ta chọn là 2 ha, vì 1 hồi nãy là vector A chúng ta đã bấm rồi, bây giờ 2 là vector B này. Chọn số 1 luôn là lựa chọn 3 thành phần. Và chúng ta nhập vector MP là -2 02 ha, -2 này bằng nè, 0 này bằng nè, 2 này bằng. Rồi, bây giờ muốn tính tích có hướng chúng ta chỉ cần shift 5 chọn vector số 3 là vector A là vector MN đấy. Dấu nhân này chính là tích có hướng này. Rồi, shift 5 chọn với số 4 là vector B, chúng ta bấm bằng. Kết quả của chúng ta sẽ là vector có hướng của nó là -2, 4 và -2. -2, 4 và -2, vậy suy ra vector N của anh -2, 4 và -2. Đúng chưa các bạn? -2, 4 và -2. Rồi, điểm đi qua thì chúng ta lấy điểm M cũng được. Vậy cái phương trình của chúng ta sẽ có tọa độ có dạng là gì các bạn? -2 nè. Rồi, mở ngoặc ra x nhân x trừ x0 ha. Thì chúng ta có là -2a nhân x trừ x0, x0 của chúng ta đi qua điểm M có tọa độ là 2 là x trừ 2 nè. Cộng cho tiếp theo là 4 nè, nhân y nè, tại vì cái thành phần của thằng này là bằng 0 0 rồi nè. Cộng cho tiếp theo là -2 đúng không? -2 nhân z nè
bằng 0. Ta để ý ha, ta nhân phân phối vào thì anh rút gọn nó sẽ ra bao nhiêu, các bạn anh viết lên đây cho nó dễ nhìn ha. Chờ tí xíu, rồi anh viết lượng lên đây ha. Nó sẽ là trừ 2x nè, cộng 4y nè, trừ 2z nè. 2 này trừ 2 nhân với trừ 2 là ra 4, chuyển qua bên này sẽ là trừ 4. Vậy các bạn để ý đáp án nó thể hiện như này thì chúng ta chia cả hai vế cho trừ 4 đi. Anh chia cả hai vế cho trừ 4 thì anh tương đương gì các bạn? Trừ 2 mà chia trừ 4 vậy ra là 1 phần 2, tức là x chia 2 cộng cho trừ 2 chia trừ 4 sẽ ra bao nhiêu? Y chia cho trừ 1 đúng không? Trừ chia cho trừ 4 thì chỗ này sẽ là bao nhiêu các bạn? Cộng cho 1 phần 2 đúng không? Là z chia cho 2 đó bằng 1. Được chưa? Cộng z chia 2 bằng 1, và đáp án của ta là câu D đúng không các bạn? À, nó rất là dễ nhầm ha, các bạn phải cẩn thận chứ không là dễ nhầm lẫn lắm. Vậy nhắc lại, phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm thì chúng ta lấy một điểm đi qua và có một vector pháp tuyến là tích có hướng của hai vector mà chung góc. Một bạn có thể làm phương pháp trắc nghiệm là gì? Các bạn lấy bốn đáp án này, các bạn thế lần lượt 3 điểm này vào, nó đồng thời nó thỏa mãn 3 điểm mà đi qua được á, thì nó cũng làm mặt phẳng đó thì cũng được ha, nhưng mà cách đó không hay lắm. Tiếp theo câu chỗ này anh quên đánh cái số thứ tự lại cho nên nó nhảy tầm bậy các bạn ha, không sao không sao. Rồi tiếp theo cho chúng ta 3 điểm ABC, tọa độ G là trọng tâm của tam giác, thì trọng tâm chúng ta cộng lại chia 3 ha, cộng lại chia 3 thì 3 đây, 1 là 4 ha, 4 với trừ 1 vậy nó còn lại 3, 3 mà chia 3 và còn 1, vậy đáp án này 3 là thấy gạch rồi này, trừ 1 là thấy gạch này nè, 0 là thấy gạch này, đáp án chắc chắn là câu A, không làm nữa. Chúng ta phải dùng phương pháp loại trừ cho nó nhanh ha. Tiếp theo mặt cầu, cho mặt cầu tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu. Thì tâm thì các bạn làm gì? Các bạn lấy cái thành phần mà cái trước x nè, đây là dạng phương trình mặt cầu với dạng là khai triển. Vậy ở đây chúng ta chia cho trừ 2, trước x chia cho trừ 2, trước y chia cho trừ 2 và trước z chia cho trừ 2 thì chúng ta ra trừ 6 mà chia cho trừ 2 vậy ra là 3. Thằng này chia trừ 2 là ra trừ 2, thằng này chia trừ 2 là ra 4, 3 2, trừ 2 4 ha, 3 trừ 2 4. À, tâm của chúng ta cái nào trừ 3 là chúng ta gạch, này gạch, hai thằng này chỉ khác nhau về R thôi. R sẽ là căn của gì các bạn? A bình này, cộng B bình này, cộng C bình trừ D đúng không? Nếu anh nhớ không nhầm. À, đó, chúng ta thử ha. Tức là căn của bao nhiêu? Chúng ta lấy máy tính, chúng ta bấm. Tức là anh sẽ có căn của 3 bình lên là 9 nè, cộng cho 2 bình lên là 4 nè, cộng cho 4 bình lên là 16 nè, trừ cho D, D của chúng ta là hằng số đứng tự do là số 4 nè, vậy anh trừ cho 4 bằng đáp án của chúng ta là 5 đúng không? Là 5 đúng chưa? Và các bạn chọn câu nào? À, là đáp án là câu C. Rồi. Trong không gian Oxyz cho chúng ta hai điểm, điểm A, điểm B, vector OA và vector OB, tìm tọa độ vector AB. Vector AB tính sao các bạn? À, vector AB chúng ta lấy điểm A tọa độ điểm B trừ tọa độ điểm A. Tuy nhiên ở đây người ta cho là gì? Vector OA, vector OB thì nó không khác gì cả. Đây chẳng qua là tọa độ của điểm A và tọa độ của điểm B. Hiểu không? Trong không gian Oxyz hoặc là trong Oy cũng vậy. Vector OA và vector OB chính là tọa độ của cái điểm A và điểm B đó, tại vì điểm O của chúng ta có tọa độ là 0 0 0 là góc tọa độ ha. Vậy chúng ta chỉ cần lấy vector OA trừ vector OB là xong. Hoặc các bạn nhớ ha, chúng ta tách vector AB thì bằng vector OB trừ vector OA, chương trình lớp 10 ha, chương trình lớp 10. Rồi, thì chúng ta lấy thằng này trừ này 5 mà trừ cho 2 là chúng ta được được 3. Vậy thằng này đáp án 2 chúng ta gạch này, 2 7 chúng ta gạch này, trừ 3 chúng ta gạch này, nó chọn ngay đáp án là câu A ha. Rồi, câu 6 mình làm như sau. Trong không gian Oxyz cho chúng ta 3 điểm ABC, mệnh đề nào sẽ đây là mệnh đề sai? Giống như cái câu câu số 1 đầu tiên anh giải đúng không? Thì câu này các bạn cũng có thể tự giải được. Các bạn chỉ cần tính là chúng ta biết được. Ví dụ anh coi câu D đi. Các bạn để ý vector B với vector C nó có vuông góc với nhau hay không thì chúng ta làm gì? Ta nhẩm cái tích vô hướng nó có bằng không hay không. 1 mà nhân với 1 nè. Cộng cho 1 nhân với 1 nè. Cộng cho 0 nhân với 1 nè, rõ ràng nó khác không, nó bằng 2 đúng không? Thì thằng này với thằng này sao? Đâu vuông góc được. Đấy, thằng này chính là đáp án của chúng ta đây. Người ta hỏi mệnh đề sai nha, rất rất nhiều bạn đọc không kỹ đề vào rất là hấp tấp, nhìn vô không có để ý là mệnh đề đúng hay mệnh đề sai, vì thường các cái câu hỏi trắc nghiệm thì hay hỏi là đúng đúng không, ít khi nào hỏi sai. Chúng ta tưởng ta bấm căn cái đáp án A, chúng ta thấy thằng này căn lên là một bình bằng hai, à, câu A đúng, chúng ta chọn câu A, chúng ta không cần nhìn đến những cái câu khác, cho nên đọc đề cẩn thận cho anh nhé. Rồi
cho cái đường thẳng dưới dạng là tham số như thế này, viết vector nào dưới đây là vector trị phương của đường thẳng, thì khi cho dưới dạng tham số, vector trị phương tọa độ của nó chính là các cái thành phần tọa độ mà đứng trước cái biến tham số. Ví dụ ở đây là biến t thì chúng ta sẽ có là trừ 1 này, 2 này và 1 này, trừ 1, 2 và 1. Đáp án của chúng ta là câu D. Tiếp theo nhé, các bạn vui lòng comment đáp án ở bên dưới cho anh nhé, chúng ta cùng phải tương tác với nhau thì cái việc học nó trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. Và sau khi mà các bạn xem video thì các bạn vui lòng comment bên dưới video, các bạn comment ý kiến của các bạn thắc mắc, các bạn thấy hay, các bạn thấy dở như thế nào thì cũng comment. Nó không những thể hiện cái sự quan tâm của các bạn đối với anh, cái video mà anh tốn rất là nhiều thời gian để anh làm, mà còn tạo nên cái động lực để chúng ta cùng nhau ôn tập, cùng nhau học ha. Câu 12 cho chúng ta 2 điểm, tìm độ dài đoạn thẳng thì chúng ta nhớ rồi, chúng ta lấy căn của tọa độ thằng này trừ tọa độ thằng này bình phương ha, là xong. Anh cố gắng chọn rất là nhiều dạng để cho các bạn làm đó. 2 trừ 1 là cộng 1, vậy là 1 bình cộng cho 1 mà trừ cho trừ 1, tức là 1 cộng 1 là bằng 2 bình lên cộng cho 1 mà trừ cho 2, tức là trừ 1 cũng là 1 bình lên thôi. Và đáp án của chúng ta là căn 6, là câu B. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng? Điểm nằm trên mặt phẳng là gì? Là tọa độ điểm đó thỏa mãn cái phương trình mặt phẳng đã cho. Ví dụ, chúng ta thấy thằng này gần lấy này, thế vô coi. 1 chúng ta thế vô đây là 2 nhân 1 là 2. Trừ 1 chúng ta thế vô đây, trừ cho trừ 1 tức là cộng 1. Trừ 1 chúng ta thế vô đây là trừ 1. À, chỗ này là trừ 2. Vậy chúng ta thấy nó bằng 0 chưa? Vừa y luôn đúng không? 2 trừ 2 mất, 1 trừ 1 mất. Và đáp án của chúng ta là câu B. Cứ hễ như liên quan đến cái điểm thuộc đường thẳng, điểm thuộc phương trình thì cái điểm tọa độ điểm đó sẽ thỏa mãn cái phương trình đã cho. Đây là kiến thức chung trong toán học luôn. Được chưa? Ví dụ nói một điểm thuộc đường thẳng thì tọa độ điểm đó phải thỏa mãn cái phương trình đường thẳng. Thuộc mặt cầu thì tọa độ điểm đó phải thỏa mãn phương trình mặt cầu, tức là chúng ta thế vào nó vừa bằng là được. Rồi, câu số 16, trong không gian cho chúng ta cái mặt cầu, tính diện tích của mặt cầu. Diện tích của mặt cầu công thức là gì các bạn? Nhắc lại một chút xíu ha, nếu mà chúng ta liên quan đến kiến thức về mặt cầu á, thì chúng ta để ý cái kiến thức trong hình học không gian cổ điển, đó là V thì chúng ta bằng 4 phần 3 pi r mũ 3, còn S là pi 4 pi r bình. Vậy để tìm cái diện tích mặt cầu chúng ta cần tìm bán kính, đề bài này cho hết rồi. Muốn tìm bán kính thì chúng ta lấy gì? Căn của a bình cộng b bình trừ d, và chúng ta khỏi cần nháp, chúng ta lấy máy tính luôn ha. Rồi nè, căn của a tức là chúng ta phải chia cho trừ 2 đi ha. Vậy trừ 2 chia trừ 2 là cộng 1, 1 bình nè. Cộng cho b chúng ta phải chia cho trừ 2, chỗ này là trừ 4 chia trừ 2 cộng 2, 2 bình lên. Cộng cho c chúng ta phải chia cho trừ 2, vậy là cộng 3 bình lên. Rồi chúng ta trừ cho 5 bằng r của anh bằng 3. Vậy đáp án của anh là nào các bạn? Phải là 3 bình mà nhân cho 4 đúng không? Vậy là 4 pi nhân 3 bình phương tức là nhân 9. 4 nhân 9 là 36, vậy đáp án của chúng ta là 36 pi, câu 16 là câu B. Tương tự như vậy, nếu các bạn cần tìm thể tích thì các bạn cứ thế cái r vào đây là xong. Trong không gian cho chúng ta tọa độ vector, tìm tọa độ vector B. Cho vector A, tìm tọa độ vector B, biết rằng vector B ngược hướng với vector A và độ lớn của vector B là bằng 2 lần độ lớn của vector A. Ngược hướng là sao các bạn? Ngược hướng thì dấu nó phải là âm đúng không? Tức là bằng b này này, nó phải là bằng trừ vector k lần vector a, k lần vector a ha. Cùng phương, các bạn nhớ liên quan đến kiến thức lớp 10 này, hai vector a và vector b này, nếu a mà bằng k lần vector b á, thì hai vector này cùng phương với nhau, cùng phương là như thế này này, gọi là cùng phương với nhau, song song á. Trong trường hợp k nó dương á thì hai vector này cùng hướng, tức là giống thằng này bằng này. Trong trường hợp k mà nó âm á thì hai vectơ cùng phương nhưng mà ngược hướng là giống này bằng này. Vậy đề bài á, thứ nhất cho thằng này là bằng hai lần kia, và thứ hai là ngược hướng. Ngược hướng thì chúng ta thấy cái dấu nó phải như thế nào, nó phải ngược nhau. Ví dụ ở đây đang là 1 trừ 2 3 đúng chưa, thì hai lần của vectơ a thì bằng bao nhiêu các bạn? Hai lần của vectơ a nó sẽ là 2 này nhân 2 vào á, trừ 4 này và 6 này đó. Đây là hai lần vector A. Tuy nhiên vector B ngược hướng với vector A, cho nên chúng ta phải có dấu trừ nữa, của cái hai lần trước nữa. Phải là trừ hai lần vector A. Vậy chúng ta mang dấu trừ vô. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là trừ 2 này. Trừ với trừ 4 là cộng 4 này. Trừ cho 6 là trừ 6 này. Là trừ 2 cộng 4 và trừ 6 là câu câu C. Cẩn thận nha.
nhớ đó, phải hiểu chứ ta không hiểu thì chúng ta không làm được. Trong không gian OXYZ cho chúng ta tọa độ điểm A, tìm tọa độ điểm B, thiếu hai thành phần là Y và Z, biết rằng vectơ B cùng phương với vectơ A. Vectơ B cùng phương với vectơ A thì A bằng K lần B, B bằng K lần A, và chúng ta có cái tỷ lệ ha, tỷ lệ gì à, các cái phần phần tọa độ là anh có gì trừ 1 chia cho 2 nè, sẽ bằng trừ 2 chia cho Y nè, và bằng 3 nè chia cho Z, tức là tương thành phần tọa độ tương ứng nó phải tỷ lệ với nhau. Vậy từ đây anh ta suy ra được Y bằng bao nhiêu à, Y là bằng bằng 4 đúng không, Y bằng 4, Y bằng 4, Y là bằng 4, Z là bằng bao nhiêu? Chỗ này Z, Z là các bạn tìm chỗ này ha, Y bằng 4, hoặc bạn thế vào đây cũng được. Z sẽ bằng là 3 nhân 2 là 6 này, vậy Z là bằng trừ 6. Vậy cái thành phần vector B của chúng ta sẽ là gì? 4 trừ 6 và 2, 2, 4 và trừ 6 ha, 2, 4 và trừ 6 là câu câu A. Qua câu tiếp theo, cái câu mà đánh số là 20 thì cái số thứ tự này nó không có theo từ nhỏ đến lớn nên chưa có để ý cái, chưa có hiệu chỉnh cái này. Thì các bạn nếu muốn thắc mắc câu nào thì các bạn vui lòng comment bên dưới video là à cái câu đó và ở cái phút bao nhiêu ha. Rồi câu này chúng ta cho hai cái rồi, tìm tọa độ vector C bằng cách là tính toán tọa độ A trừ 2 lần vector B. Thì anh giúp các bạn làm, ta lấy máy tính ta nhẩm ha. A trừ 2 lần B, chúng ta cứ tính lần lượt tọa độ thôi. Thì x trước thì các bạn lấy thằng này trừ 2 lần B thôi, tức là 2 nè, trừ nè, 2 nè, nhân với B là nhân 1 nè, tính thành phần x trước. Vậy nó là bằng 0, bằng 0. Vậy chúng ta loại đáp án nào? Chúng ta loại đáp án C nè, bằng 4, đáp án D bằng 4 là thấy loại rồi đó. Tiếp theo, thành phần y là bao nhiêu? Y chúng ta có sẽ là trừ 1, vậy là trừ 1, trừ 2 lần B, B là 3 đúng không? Vậy là trừ 2 nhân 3. Đó. Phải là trừ 7. Vậy chúng ta loại câu B vì nó là 7 nè. Tiếp tục. Ta thấy là gì đây? C chúng ta sẽ là 3 nè. Trừ cho 2 nhân với lại trừ 2. Tức là trừ nè. 2 nhân với trừ 2. Cứ bấm máy tính thôi. Vậy chúng ta được là 7 ha. Vậy đáp án của chúng ta là câu A. Câu 27 trong không gian OXYZ cho chúng ta 3 điểm như vậy, tích vô hướng của vectơ AB và vectơ AC. AB vectơ các bạn sẽ tính ha, thằng này trừ này sẽ ra bao nhiêu? Trừ 1 mà trừ 3 sẽ là trừ 4 ha. 3 mà trừ cho 2 là cùng 1, 2 trừ 1 là 1. AC vectơ sẽ là bao nhiêu? AC vectơ sẽ là 2 trừ cho 3 là trừ 1, 4 trừ 2 là 2, trừ 3 trừ 1 nữa là trừ 4. Vậy tích vô hướng làm ta nhân tương ứng và cộng lại đúng không? 4 nhân với lại trừ trừ 4 nhân với trừ 1 là ra 4 này. Cộng 1 nhân với 2 là 2 này. Cộng cho thằng này là trừ 4 này. Bạn này mất mất đáp án là cộng 2, câu A. Khỏi cần máy tính gì ha. Câu 28 trong không gian OXYZ cho chúng ta điểm A, hình chiếu của điểm A lên trên mặt phẳng OXYZ là điểm M có tọa độ là bao nhiêu? Thì nếu mà cái phần này mà có nhiều bạn không nhớ, chúng ta cứ học thuộc rất là nguy hiểm. Ha, anh thì anh không thích các bạn học như vậy, học thuộc nó nguy hiểm lắm, tại vì chúng ta không hiểu thì nó cứ học thuộc OXYZ rồi phải học thuộc X Y OXY rồi X OZ vân vân, rất là khó. Chúng ta cứ vẽ phác họa cái hình ra là chúng ta dễ nhìn nhất và chúng ta hiểu rất là nhanh. Thì đây tọa độ điểm M à, điểm A có tọa độ là bao nhiêu anh biết, nhưng mà khi mà nói hình chiếu của nó lên mặt phẳng nào á, tức là nó sẽ vuông góc xuống, bạn hình dung không? Vì nó hình chiếu lên trên mặt phẳng alpha. Ví dụ điểm A nằm đây, hình chiếu lên trên mặt phẳng alpha, tức là từ A chúng ta kẻ đường vuông góc với mặt phẳng alpha, thì hình chiếu tức là cái giao điểm M chỗ này hoặc là A phẩy gì đó chỗ này. Vậy mặt phẳng chúng ta cần tìm đó là cần lấy hình chiếu lên, đó là mặt phẳng OIZ. OIZ là mặt này đó. Vậy hình chiếu của điểm A lên mặt này, tức là điểm A phẩy nó sẽ nằm ở trên mặt này, điểm A phẩy nó sẽ nằm trên mặt này. Thì khi nó nằm trên mặt này á, thì các bạn để ý sao, cái thành phần tọa độ nào của nó bằng không? Có phải cái phần x là bằng không không? Còn cái phần y và phần z nó phải giữ nguyên. Nhớ nè, này khi chiếu nó nằm như này thì chiếu xuống thì cái phần x này nó bằng không, còn cái phần y á thì có nè, phần z có nè. Phần y có nè. Đó. Vậy chúng ta lấy cái điểm A này, chúng ta cho cái phần x bằng không là cái một này chúng ta thế bằng không, còn lại các cái thành phần khác là y và z chúng ta giữ nguyên là trừ 2 với 3. Vậy đáp án của chúng ta là 0 trừ 2 với 3 là câu B. Vậy thôi. Ví dụ nó cho là hình chiếu lên mặt phẳng OXY, điểm A nằm đây.
À phải nằm đây. Khi đó cái thành phần z nó sẽ bằng 0, còn x với y nó có cho nên nó giữ nguyên. Đó, thì lúc đó nó sẽ là gì? À, x y giữ nguyên sẽ là 1 trừ 2, còn cái z các bạn cho bằng 0. Hay nói cách khác, chiếu lên mặt nào thì cái trục tọa độ mà không nằm trên mặt đó, thành phần tọa độ nó sẽ bằng 0. Vậy thôi. Còn không thì các bạn cứ vẽ ra như thế này rất là dễ hiểu. Ok không? Qua câu 29 nhé. À, trong không gian Oxyz cho phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có bán kính là bằng 4, thì phương trình tổng quát ha, thì chúng ta để ý ha, sẽ là x trừ x0 tất cả bình cộng y trừ y0 tất cả bình, tức là x trừ 1 tất cả bình, x cộng 1 là sai này, x cộng 1 là gạch này. Rồi, tiếp theo là gì? À, chúng ta thấy hai này còn lại là giống nhau hết, chỉ khác nhau có bán kính là thằng này. Bên vế phải của chúng ta là R bình, cho nên bán kính bằng 4 thì bình lên nó sẽ 16, đáp án của chúng ta là câu A. Câu 30, trong không gian cho chúng ta đường thẳng đi qua điểm nào, thì tương tự như cái câu mặt phẳng lúc nãy, thì các bạn lấy tọa độ điểm nào các bạn thế vào mà nó thỏa mãn phương trình đó, thì cái đó chính là điểm đi qua của chúng ta. Anh thử thế ha, tọa độ điểm này vô ha, trừ 1 thế vô đây là trừ 1, vậy trừ 1 với trừ 1 nữa là trừ 2 phần 3. Rồi, thế 2 vào đây là 2, 2 cộng 2 là 4 ha, vậy là 4 chia trừ trừ 4, à nó khác nhau rồi, nó không có bằng nhau được, vậy ta loại câu này đi. Ta thế 1 vào đây câu B, 1 trừ 1 là bằng 0, thế trừ 2 vô đây, trừ 2 cộng 2 là bằng 0, thế 3 vô đây, à 3 trừ 3 bằng 0, vậy đáp án của chúng ta là câu B. Câu 32, à, trong không gian Oxyz cho mặt phẳng P có vector pháp tuyến, thì vector pháp tuyến của mặt phẳng là hồi nãy có làm một câu rồi, là thằng đứng trước những cái thành phần này, chúng ta nhớ mang dấu của nó theo là 1, 2 và trừ 3 ha, 1, 2 và trừ 3, đáp án của chúng ta là câu B. Trong không gian Oxyz cho chúng ta mặt phẳng P khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, thì nhớ công thức không, khoảng cách từ một điểm M tới mặt phẳng thì chúng ta dùng công thức gì các bạn? Trị đối chia căn. À, nhắc lại ha, trị đối chia căn, căn ở dưới là bình phương, tổng bình phương của các cái tọa độ vector pháp tuyến là hai bình cộng cho trừ hai bình, nhưng mà thật ra dấu nó cũng không quan trọng, tại vì chúng ta bình lên rồi thì anh ghi là hai bình luôn ha, cộng cho thằng này trước z là một bình đó. Rồi, khoảng cách thì chúng ta thế vào chỗ nào có x chúng ta thế cái tọa độ x vào, chỗ nào có y chúng ta thế tọa độ y, chỗ nào có z chúng ta thế tọa độ z. Vậy tốt nhất khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta lấy máy tính ta bấm, đây là trị đối đúng không? Rồi được rồi, 2 nhân cho bao nhiêu, nhân cho trừ 1 cộng cho trừ cho chứ, 2 nhân y tức là 2 nhân 2, tiếp theo là gì, cộng z tức là trừ cho 3, trừ cho z ở đây chúng ta thế bằng trừ 3 ha. Rồi tiếp tục cộng 5. Ở dưới các bạn thấy căn của thằng này bình phương rất là quen thuộc là 2, 2, 1. Cái tỷ số này là ra là 25 á. 9 á, là căn 9 bằng 3 đó. 2 bình cộng cho 1. Rồi, bằng. Đáp án của chúng ta là 4 phần 3 ha. Nhìn vô là chúng ta cũng sẽ biết được, chúng ta loại đáp án rất là vô lý. Khoảng cách làm sao mà trừ 4 phần 3 được đúng không? Rồi câu 34 các bạn, trong không gian Oxyz cho chúng ta điểm A, hình chiếu của điểm A lên trên mặt phẳng Oxyz. Đó, ví dụ như bài này hồi nãy anh không nhớ gì hết. Vậy vẽ ra x y z lên mặt phẳng nào? Oxyz là mặt phẳng bên này. Đúng chưa? Một điểm nằm trên mặt này thì sao? Cái thành phần y của nó sẽ bằng 0. Thành phần y bằng 0, còn xz là cầu nguyên. Vậy y tức là trừ 2, chỗ này chúng ta chỉ cần thế bằng 0 là xong. 3, 0, 5. Đáp án của chúng ta là câu A. Trong không gian Oxyz cho chúng ta đường thẳng đi qua điểm A có vectơ chỉ phương. Rồi viết phương trình đường thẳng đi qua điểm và có vectơ chỉ phương thì nó có dạng là x trừ x0 chia cho A bằng ha, y trừ y0 chia B bằng z trừ z0 chia cho C. Vậy tọa độ ở dưới chúng ta sẽ là 2 trừ 1 trừ 2. 2 trừ 1 trừ 2. Ta tạm thời thấy thằng này ha. 2 trừ 1 trừ 2 là tạm thời thấy thằng này đi. X trừ x0 chính là x trừ 1 này. Y trừ y0 tức là y trừ chia trừ 2 là y cộng 2 này, z trừ z0 tức là z trừ 3. À, rõ ràng đáp án của chúng ta là câu câu A. Một điều mà anh muốn nhắc các bạn nữa là các bạn hay sai là gì? À, kinh nghiệm anh dạy rất là nhiều khóa rồi anh thấy các bạn hay sai là gì? Các bạn hay rút gọn cái tọa độ lắm. Rút gọn cái tọa độ lắm. Ví dụ anh có điểm A này. Có tọa độ là 2 4 6, tự nhiên các bạn lại đi rút gọn nó còn lại chia cho 2 đi, rút gọn còn lại là 1 2 và 3. Các bạn nhớ cho anh nè, chúng ta chỉ rút gọn là chúng ta rút gọn vector, tạm gọi là rút gọn, cái từ rút gọn nó không có đúng lắm nha.
Cái từ chính xác của chúng ta là chúng ta lấy cái vector mà cùng phương với vector đó. Ví dụ anh viết phương trình mặt phẳng như này, anh cần một vector pháp tuyến như này. Tuy nhiên anh để đơn giản thì anh lấy cái vector cùng phương với nó, ví dụ vector này cũng được. Tại vì chúng ta có vô số vector pháp tuyến của mặt phẳng, ta có vô số vector chỉ phương của đường thẳng, hiểu không? Thì khi đó chúng ta lấy cái vector cùng phương để cho nó gọn cho tính toán, thì vector chúng ta được lấy vector cùng phương, hay nôm na các bạn hay nói sai đó là chúng ta rút gọn vector, thì cái đó không phải rút gọn, chúng ta lấy vector cùng phương. Còn lại tọa độ khoảng cách không được rút gọn. Nhắc lại, ví dụ anh có tọa độ điểm A như thế này, tự nhiên nhiều bạn lại đi rút gọn và chọn đáp án sẽ là 1, 2, 3. Rất là vô lý nha, không được ha. Rút gọn hay là lấy cùng phương thì chúng ta phải để ý. Câu 37, trong không gian chúng ta có hệ trục tọa độ như thế này, biết rằng ABCD là hình bình hành, khi đó điểm D có tọa độ bao nhiêu? Thì khi mà ABCD là hình bình hành á, thì chúng ta có tính chất gì mà chúng ta có thể tính được? Thì vector gì các bạn? Chúng ta đang cần là cần tọa độ điểm D, thì chúng ta lấy vector gì? Vector AB và vector vector DC, ABCD, ABCD. Chúng ta lấy vector AB, chúng ta có vector AB nó bằng vector DC. Đó, vì tính chất hình bình hành ha, AB vector chúng ta có chưa? Chúng ta lấy B trừ A, tức là ra trừ 2, 1 mà trừ cho trừ 1, tức là 1 cộng 1 là 2 nè, trừ 1 mà trừ cho trừ 1, à, trừ 1 mà trừ cho 1 nữa là trừ 2. Đó, vector DC, DC thì chúng ta có gì? Có C rồi, D là cái chúng ta chưa có thì chúng ta gọi là X ha, chúng ta lấy C trừ D, tức là trừ 1 trừ X nè, đó, rồi 3 trừ Y nè, và 2 trừ Z nè. Hai vector này bằng nhau, tức là thành phần tọa độ tương ứng bằng nhau, thì anh có trừ 2 của nó phần x này sẽ bằng là trừ 1 trừ x. Vậy anh suy ra x của anh sẽ bằng bao nhiêu? Trừ 1 chuyển thằng này của 2 là cộng 1, x bằng 1. X bằng 1 thì anh thấy loại câu này rồi này, loại câu này rồi này. Rồi tiếp theo 3 trừ y là bằng 2. Vậy chuyển vé của anh sẽ được y là bằng 1 luôn, đúng không? Y bằng 1 luôn, vậy chúng ta loại câu này, đáp án của chúng ta là câu C. Ha, rất là nhanh ha. Rồi, video này thì đến đây anh sẽ tạm dừng. Anh đã giải quyết cho các bạn rất là nhiều câu để ôn tập lại cái vấn đề kiến thức căn bản của OGZ. Đây là kiến thức nền tảng rất quan trọng cho tất cả các bạn, để các bạn tổng hợp lại, chúng ta review lại làm kiến thức này để chúng ta bước vào những cái video tiếp theo. Anh sẽ còn một video nữa mang tính chất thông hiểu nữa. Đây là một video cơ bản đầu tiên ha. Anh sẽ có video thứ hai, anh sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái video khó hơn cái video đầu tiên tí xíu. Chúng ta cứ ôn dần 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 lên ha. Tuy nhiên chúng ta ôn chắc, chúng ta không bỏ câu nào trong đề thi trung học phổ thông quốc gia hết. Tại vì anh nhắc rồi, các bạn làm câu số 1 trong đề thi nó cũng là 0.2. Các bạn làm câu 50 là câu khó nhất nó cũng là 0.2. Và đừng bao giờ để mình sai câu số 1, câu số 2. Những cái câu rất căn bản như vậy chúng ta sai thì rất là vô lý. Anh dạy rất là nhiều khóa rồi và anh thấy là các bạn lúc nào cũng vậy, đi thi rất là ẩu, và chúng ta về chúng ta check đáp án chúng ta thấy toàn là sai những cái câu rất là vô duyên thôi. Chúng ta sai cái câu cuối cùng chúng ta không sợ, vì nó không quan trọng bằng cái chúng ta sai những cái câu đầu tiên ha. Nếu các bạn thấy video của anh hay và hữu ích thì các bạn cố gắng chia sẻ, comment bên dưới video để chúng ta cùng tương tác, chúng ta giới thiệu cho bạn bè cùng xem, subscribe kênh YouTube để chúng ta không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ ủng hộ anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.